cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Luật viên chức sửa đổi 2019 đã bỏ quy định liên quan đến biên chế suốt đời, tuy nhiên vẫn có 3 trường hợp được hưởng biên chế suốt đời. Biên chế suốt đời là cách gọi để chỉ những vị trí công việc phục vụ lâu dài, ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng các chế độ lương, phụ cấp theo quy định. Theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019, thì viên chức được tuyển dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trở đi sẽ phải ký hợp đồng xác định thời hạn. Như vậy, có nghĩa là từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trở đi, những người được tuyển dụng mới phải ký hợp đồng xác định thời hạn, tức là không còn được hưởng biên chế suốt đời. Tuy nhiên, theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019, thì vẫn có một số trường hợp được hưởng biên chế suốt đời. Theo đó, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, tức biên chế suốt đời được áp dụng với 3 trường hợp. Cụ thể, trường hợp thứ nhất là viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, trường hợp thứ hai là cán bộ công chức chuyển thành viên chức. Trường hợp thứ ba là người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Điều 26 Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định nội dung của hợp đồng làm việc gồm tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh của người được tuyển dụng. Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng. Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí, làm việc và địa điểm làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên, hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt hợp đồng, làm việc, tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác nếu có. Nội dung của hợp đồng làm việc còn gồm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ tập sự nếu có, điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hiệu lực của hợp đồng làm việc. Các cam kết khác gắn với tính chất đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng không trái với quy định của luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 26 Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng quy định hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành 3 bản, trong đó một bản giao cho viên chức. Đối với các ngành, chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước khi ký kết hợp đồng làm việc phải được sự đồng ý của cấp đó. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ ngành địa phương về công tác quản lý biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Văn phòng Chính phủ cho hay, Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhận được kết luận số 01 KLBCD của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế và kết luận hội nghị lần thứ 3, kết quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại kết luận nêu trên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp căn cứ số chỉ tiêu biên chế công chức được cấp có thẩm quyền ra soát, xét chuyển số viên chức trong tổng số 7.191 biên chế viên chức đang làm việc tại các vị trí việc làm công chức của các cơ quan tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thành công chức theo đúng quy định. Trong tổng số 7.191 biên chế viên chức này, có 5.066 biên chế ở địa phương, 2.125 biên chế ở bộ ngành trung ương. Sau đó xác định cụ thể, số chỉ tiêu biên chế viên chức còn lại cần điều chuyển thành công chức, gồm số viên chức đáp ứng và số viên chức chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện để xét chuyển thành công chức theo quy định, để tổng hợp tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Để giải quyết những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm liên quan đến nhiều cơ quan tổ chức, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì ra soát, kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ công tác giao quản lý biên chế, việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính thu nhập ở các cơ quan tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đang hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù trước và sau khi thực hiện cơ chế. Sau đó, Bộ Nội vụ đề xuất giao số biên chế công chức và cơ chế tài chính phù hợp với các cơ quan tổ chức này. Việc này phải đảm bảo đúng nguyên tắc, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị xem xét quyết định, kết luận của Văn phòng Chính phủ nêu.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát, đánh giá tình hình biên chế sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2022-2026 và đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa giáo viên giai đoạn 2024-2026 tại các địa phương để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét quyết định. Cũng theo Văn phòng Chính phủ, thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, chưa giải quyết đề nghị bổ sung biên chế giai đoạn 2022-2026 cho Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, đồng thời đề nghị không thực hiện giảm 10% số lượng người làm việc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2022-2026. Đối với các bộ ngành địa phương phải thực hiện nghiêm các chủ trương quy định của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Các cơ quan đơn vị trong phạm vi quản lý khẩn trương phê duyệt ban hành danh mục vị trí việc làm công chức viên chức, tiếp tục triển khai hoàn thiện xây dựng bản mô tả khung năng lực vị trí việc làm công chức viên chức của cơ quan đơn vị trong phạm vi quản lý đảm bảo đúng yêu cầu. Sau năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ đề xuất thực hiện nghiên cứu lương và các chế độ phụ cấp mới của khu vực công theo Nghị quyết 27/NQ-TU về cải cách tiền lương. Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và báo cáo Chính phủ, Quốc hội, Bộ Chính trị những vướng mắc bất cập nếu thực hiện các bảng lương mới, bảng lương chức vụ, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức viên chức và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang và các chế độ phụ cấp mới trong khu vực công theo đúng Nghị quyết số 27/NQ-TU về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Bộ Chính trị đã có kết luận số 83/KLTU về cải cách tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi, người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024-QH15, Nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chỉ đạo thực hiện cải cách chính sách tiền lương khu vực công theo lộ trình, đảm bảo phù hợp với khả năng nền kinh tế, ngân sách nhà nước và sự đồng thuận của xã hội. Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/2024-NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng trên tháng lên 2,34 triệu đồng trên tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tăng thêm 30%. Thực hiện tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở Trung ương. Đồng thời, thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương không bao gồm phụ cấp. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị xây dựng quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan đơn vị. Nghị định 73/2024-NĐ-CP cũng quy định rõ nguồn kinh phí để thực hiện tăng thêm 30% mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Để khắc phục những tồn tại hạn chế của chế độ tiền lương hiện hành, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ sẽ phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chế độ nâng lương, các chế độ phụ cấp hiện hành và cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các bảng lương và các chế độ phụ cấp mới của khu vực công theo nghị quyết 27/NQ-TU cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 theo yêu cầu tại quyết luận 83/KLTU của Bộ Chính trị.